nước trên đồng bắt đầu rút. Dòng nước trở về sông mang theo nhiều sản vật tự nhiên đến cho con người. Phận người lên đên cùng con nước tuy vất vả, nhưng ít nhiều họ cũng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cá, cua và thậm chí ốc hay những gì đánh bắt từ đồng nước đều bán được. Phía sau nguồn lợi mà nhiều người vẫn quen gọi là đặc sản này là những câu chuyện về cuộc mưu sinh vất vả trên đồng nước rút miền Tây. Mấy tháng nước nổi vừa qua cũng là thời gian vợ chồng anh Trần Chí Tâm và chị Trịnh Thị Hiền, ngụ tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lên đền trên chiếc xuồng tạm gọi là nhà. Trước ở trên bờ, ngoài việc ai thuê gì làm nấy, thì gia đình chị còn nuôi heo để bán, với hy vọng muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Thế nhưng ngày nào cũng lắm rủi ro, nhiều lần rã bầy heo lỗ trắng tay, anh chị quyết định bỏ nghề chăn nuôi để theo người quen đi bắt cá kiếm sống. Chọn nghề hạ bạc làm ăn, cuộc sống sớm giàm tối ngọn buộc hai vợ chồng trẻ phải rày đây mai đó theo con nước. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong không gian chật hẹp này. Thuận thiên để sống nên họ cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, vừa trồng không mong quạnh, chỉ mong sao mưa thuận gió hòa để bến đậu ghe xuồng được bình an làm ăn. Cũng như là đi cũng như tháng 6 tới tháng 9 cũng như nước lên nước giật chảy thì tới tháng 10 sớm thì tháng 9 vài bữa về thăm nhà lần tại con mình để dưới nhà học á, như di chuyển ở bữa hôm trước tháng 6 lên tới cũng như đi ngày 27 27 tháng 6 đầu thì 27 tháng 6 này giờ qua đây đúng tháng tại tôi nhớ. Trước giờ là chị ghé bến nào? Ghé bến trên cái sách đó. Cái sách trên đó đi chợ chạy vô mà cái đó tôi cũng quên cái trong cái mương đó, cái ngọn cái sách đó. Dạ. Bây giờ thì ghé bến này dạ. Định bao lâu mình mới di chuyển nữa? Cũng như không có di chuyển nữa là dài luôn rồi đó. Nước dịch tên là dài luôn rồi đó, không có đi di chuyển nữa. Cuộc trò chuyện còn dang dở vì anh chị phải cân cá cho thương lái ra cho kịp buổi chợ. Mớ cá này được đánh bắt từ 2-3 đêm trước, nhờ vậy nên số lượng cũng vừa đủ để đơn hàng được gom hết. So với những năm trước thì mùa cá ra năm nay có vẻ ít hơn và người lao động cũng thêm phần vất vả khi bơi quào giữa đồng cạn sông sâu. 7 ký. Dỡ lên rồi, 7 ký thôi. Dỡ cái bao lên. Đem lên 18 ký nè. Bữa nay bán được ký nhiêu chị? Dạ 25 ngàn. Dạ. Thả xuống. Sao mua 40, 50 bây giờ. Trời. 5 dữ. Nên còn 5 đây. 5 dưới, 5 dưới 6. Nãy chị 7 dưới này 16, 23 ký hả? À. 23 ký được. Có nhiều hết mẹ anh đi. Còn đó mấy ký? Gửi anh coi còn. Hả? Hết luôn đi. Đặt cái nè chứ. Được rồi, đặt. Lên mà đặt khó chịu lắm, mà này giá này quên lấy đá nữa nè. Vậy 7 ký.
Hồi đầu mùa giờ năm nay mặn không có bằng năm rồi anh đó. Mà nước tại lên bữa hổm đó ăn cũng được 5-10 ngày cái quen ăn nó bể đê hết trơn, cái nước nó chào cá nó chào gá hết trơn, cũng bữa hổm cũng đỡ. Rồi quen ăn cái chặt đó nó bể nước lên quá nha nha mạnh đó, rồi cái nó bể đê cá nó chào cá sống chứ. Như một lúc trước một ngày thì mình kiếm khoảng bao nhiêu ký cá, rồi hiện nay thì như nào? Cũng như không chừng không đủ, như bữa mười mấy ký, bữa năm 70 ký không chừng, rồi bữa 100 ngoài cũng không chừng, tại gì đó. Bữa 100 ngoài 200, rồi bữa nó sụt lại cũng còn 30 ký gì đó, không chừng không đủ gì đó. 30-40 ký hả? 30-40 ký cá mòi á nha, không phải cá đục này. Dạ. Năm ngoái thì cá đục này cũng dữ dằn lắm, mà năm nay sao yếu hơn năm ngoái. Vậy một ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Cũng như tôi nói anh thì cũng không chừng không đủ gì đó. 100-200 ngàn hoặc 500-700 ngàn, còn khi chừng mấy cũng không chừng. Dạ, không chừng. Ở nhà bằng ruộng, rồi cũng nhà cũng được mười mấy công ruộng. Rồi cũng nuôi heo. Nuôi heo thì lỗ là gọi cũng trắng tay rồi, nuôi mấy con heo mà lỗ cũng mười mấy 20 triệu. Và cũng nuôi lương. Nuôi lương lần cũng 700-800 ngàn, mà bây giờ có 120, cũng không có lời nữa. Mình đi về ban đêm ban hôm mà trời mưa trời gió mình có sợ? Cũng sợ chứ, sợ cái mình bỗng tính mạng mình cũng sợ chứ. Mà đi cũng như chỗ trời có chuyển vậy đó. Cái mình chạy xuồng vô trong tay trong cấu mà cho như động đây cũng nhỏ đó anh, cái chạy vô mình núp à chứ mình đâu có dám xong giông gió, mà sợ lắm, cũng vất vả. Tại người nông dân mình vốn thì phải mình dán, người ta biết chữ thì người ta phải cầm cái viết đồ, người ta tính toán rồi, còn mình không biết chữ mình vô mình học không tới đâu đó, chữ nghĩa mình còn yếu rồi, đâu bằng ta đâu, mình phải dán chịu chứ sao vậy. Phần lớn những hộ theo nghề bắt cá mùa nước đều ít chữ, thế nên công việc của họ không cần áp dụng lý thuyết, chỉ cần kinh nghiệm là đủ. Tuy nhiên kinh nghiệm này không có sách vở nào có thể đề cập tới được, bởi sông nước bao la mỗi ngày mỗi khác, ai biết được hướng đi của cá như thế nào hay hướng gió ra sao. Như vậy có thể nói, cái ít chữ của người theo nghề sông nước đôi khi còn quý hơn những kiến thức trường lớp của nhiều người. Trở lại với cuộc mưu sinh trên sông nước của bà con vùng thượng nguồn sông Tiền. Nếu có dịp đi ngang các dòng kênh hay sông Sở Thượng, kênh Long An, tỉnh Đồng Tháp, không khó để bắt gặp hàng chục phương tiện gồm xuồng ghe của bà con sống bằng nghề câu lưới đậu san sát nhau. Ghe xuồng với họ như ngôi nhà vững chãi, giúp che mưa tránh nắng và chở luôn những chuyến phiêu bạt cuộc đời. Nhà đem đầy đủ đường bột ngọt rồi gạo rồi mùng mền chiếu gói mình ngủ rồi. Y như mình ở trên nhà vậy đó. Hằng ngày thì đổ vớn bắt cá đó lên làm kho nấu canh hoặc là nấu chui đó mình ăn, mua rau cải thêm chút đỉnh. Mùa khô thì gia đình đi cấy lúa mướn, làm cỏ mướn sống chứ không có đất ruộng gì hết. Và mùa nước thì có nước nhiều thì đi đặt vớn hoặc là giăng lưới gì thêm chút đỉnh sống mùa nước. Mình ở dưới nhà phải không, lên đây mình ở cái bến này một thời gian thôi, rồi cái đồng khô thì mình đi chỗ khác đặt nữa, chứ chưa có được về nhà, khô đồng hết mới được về nhà với con. Nó cũng cực khổ dữ dằn lắm, mưa gió sóng gió cũng phải đi đổ vớn, nặng kiếm tiền giờ nuôi con mà. Kiếm được một ngày khoảng 100 ngàn, 200 không chừng, trăm mấy không chừng, đôi 30 ngàn không chừng. Rồi con mình đi học, đứa lớn học 12 rồi, đứa nhỏ học lớp 8. Tiền cũng thiếu tới thiếu lui, không có đủ ăn gì hết trơn á. Giờ mắc mượn hỏi thêm. 2 giờ phi đi đổ vớn về tới sáng bán cá. Bán cá xong rồi mới về mình dọn dẹp nấu cơm ăn nghỉ ngơi dưới xuồng luôn. Vậy tại sao mà mình không về nhà mà mình lại chọn là định cư đây? Về nhà xa xôi quá, đi lên xuống tiền xăng nó hơi nhiều, rồi học có về. Lâu lâu mới về nhà ăn lần. Dạ.
mới về thăm con được. Ở lại bến để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, xăng dầu đi lại, đồng nghĩa với việc xa nhà, xa người thân lâu ngày, vài tháng. Và nhờ vậy nên họ sẽ có nhiều tiền hơn mà gửi về cho gia đình xoay trở. Gạo chợ nước sông, níu chừng chị Muội bằng những buổi cơm nhanh dội trên những ngôi nhà trôi. Bắt gì ăn đó để nhanh chóng nghỉ ngơi, lấy lại sức cho buổi chèo chống kế tiếp. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê. Không có khiếu buôn bán, cũng không có vốn để làm ăn, những người con của đồng bằng chỉ biết nương tựa vào sông nước. Một chiếc xuồng nâng be hay chiếc ghe cũ không điện sinh hoạt, không nước sạch sử dụng, trống trước dột sau, thế nhưng lại chở đầy những ý niệm làm ăn lương thiện bằng đôi tay và sức lực của mình. Theo nghề bà cậu, nên đối với chị Muội và bà con khi sống nơi bờ sông mé nước, không gì quý hơn ngoài tình cảm. Những chùm ghe đậu san sát nhau như mặc định rằng tuy mọi người cùng đánh bắt cá đồng, cá sông, thế nhưng ở đó còn có sự gắn kết nghĩa tình. Tình nghĩa ấy được dung dén bằng những cái hú nhau lúc trà dư tửu hậu. Họ cũng có cách nghỉ ngơi hay giải trí theo kiểu riêng của mình. Đó là chiếc radio. Ngồi trò chuyện cùng những lão nông trên đê bao của cánh đồng vừa rút nước, chúng tôi biết được bên kia kênh có hai vợ chồng trẻ cũng vừa trúng mẻ lưới cá chạch, nên được sự hướng dẫn của ông chú, đoàn có dịp được trải lòng nơi đồng vắng nhưng ấm tình. Ồ, cá chốt nữa kìa. Đây. À, anh chị này. Wow. Từ đổ rồi ổng. Ổng sạn xuồng thế nào hết rồi đó. Lên hình cũng đẹp, cá rồi dớn. Ủa, mình vừa dở vừa mừng luôn hả anh? Vừa mừng luôn. Ở nhà điện dữ nè. Ồ, cá rô phi nữa nè. Nẹo con hả? Bởi vì Tút nãy nói mày gỡ hồi sáng tới giờ. Trắng con đó con. Vậy hả? Ba lưới mới rồi. Lưới này lưới cũ, lưới 2-3 mùa nên rách rồi. Cá nhiều quá anh. Dạ. Cho em gỡ phụ với coi. Ủa, cá thấy ham luôn nè. Cá này là cá gì vậy anh? Cá dảnh. Cá dảnh hả? Mình gỡ sao? Gỡ vậy đó hả? Dạ. Đứt đầu gạch da. Nó đứt đầu rồi sao? Cái đứt đầu. Vậy đứt đầu vẫn xài được phải không? À, mình làm mắm hay làm gì mà ấy anh? Mắm. Dạ. Ồ, này, nó. Có cá linh nữa nè. Linh này ít. Dạ. Hình như nó bự hả chị? Bự rồi, cá này là nó cũng đủ chủng rồi. Năm nay có nhiều. Không ít nhiều là cá nhiều quá. Năm nay thấy cái mặt cá chốt thấy nhiều hơn mỗi năm. Cá chạch này kia thấy ít hơn mỗi năm. Này đó 40 tay gì nè, bên này chắc hơn 10 kg quá. Đó là ít rồi đó, chứ gặp mọi khi hả, năm ngoái mà dính cá linh á, vô con nước cá linh là mấy chục ký. Tạm biệt vợ chồng chị Bích Nhi, hy vọng mùa cá ra này anh chị sẽ bội thu để tiếp tục mang cho đời những món ngon từ cá đồng, và cuộc sống của mình theo đó cũng sẽ ngày càng tốt hơn.
trở về với bến sông, nơi tập kết ghe xuồng bắt cá. Trời chiều mới trong lành an nhiên làm sao. Gió sông thổi nhẹ, những cuộc mưu sinh đâu đó vẫn cứ tiếp diễn. Thiếm Tư Ứng bắt dội nồi cơm gạo mới để ăn rồi nghỉ ngơi chờ tối đến, để bắt đầu cho cuộc hành trình với gió sương nước nổi. Chuyến hành trình trong đêm của chúng tôi sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo. Đây hứa hẹn sẽ là một chuyến đánh bắt thú vị. Và trong chuyến đi này, thành quả kiếm được là cá, cua hay chỉ là ghe không, xuồng trống? Kính mời quý vị cùng đón theo dõi trong số tiếp theo. Bà không nhảy xuống đâu. 2, 3, lên. Dỡ lên, kéo, đừng dỡ. Kéo dỡ. Kéo á. Ngại không. Đây, đem ra đây rồi ta. Không sao. Ở đâu? Anh lấy thôi tâm. Đó. Đi đâu đó? Đây là đây nè. Đi được chưa? Sao xuống? Không được. Đi sao không đi? Để em đi. Bỏ bộ xuống. Đúng không? Đúng. Xuống luôn. Ôi, có chân bởi. Bởi của mày. Bị ngập nước nữa. Ngập nước, nước sót chân nữa.